Xin chào các bác, ở video này em Minh cập nhật về hai mẫu phiên bản đỏ bóng L84 âm thanh đèn từ Nhật về. Một bản là Chiot cao cấp với model là PM84. Lưu ý giúp em, đây là phiên bản cao cấp. Con này thì khi mà giá xuất xưởng nó ra thì giá kinh khủng luôn. Con này là bản cao cấp của Chi, chạy 4 bóng L84 của Chi, 3 bóng rẻ 12 AX7 và 12 AU7 của Chi luôn. Con này thì design máy cực kỳ là đẹp, với màu hồng tím này, xuất âm biến áp này đều là hồng tím rất đẹp. Con này thì kết nối cho các bác đầy đủ các cổng ăn chơi, có chỉnh áp chép mạch rè luôn, và đặc biệt là có cả phần phono cho các bác chơi đĩa than nha. Khi mà các bác chơi con này thì tiết kiệm rất là nhiều các khoản, như là chúng ta phải mua thêm mạch phono box để chơi đĩa than thì em này có đầy đủ hết. Con này là bản cao cấp, và những cái thời điểm trước á, con này máy nó rất là cao, giá của nó ngày xưa trên thị trường cách đây khoảng 1 năm 2 năm nó phải trên đầu 3 cơ. Còn trong video này, hôm nay em mình về với mức giá cực kỳ là tốt để cho các bác chơi. Con này hiện tại mình đang có mức giá chỉ có 21.500.000 thôi. Đấy, các bác lưu ý máy rất là mới, zin, và đặc biệt là dàn bóng còn rất là keng ha. Âm sắc rất là hay. Các bác đang có những cái dòng toàn giải gì ạ? Chưa có ghép được thì các bạn đánh con này tuyệt vời, nick lách luôn. Hoặc là lại có gold 10 hay gold 15 đánh cũng rất là tuyệt vời ạ. Đó, em đang đánh với con GPL bản là 70 năm, đánh rất hay luôn, bát 30. Còn kế bên là một chiếc Audio Space Modern 2i nhá, AS2i cũng mới về. Với con phiên bản này thì có mức giá mềm mại hơn, dành cho các bác dễ tiếp cận. Các bác thấy lồng chụp đầy đủ. Con này thì design máy cũng rất là tuyệt vời các bác. Nó làm cực kỳ là chất lượng này, hàng từ Nhật về. Các cầu loa này, đây là những cái sản phẩm mình tuyển chọn nên các bác yên tâm về phần chất lượng. Cầu loa cực kỳ là ngon, chất chắn luôn. Đây là đĩa giao diện phía sau. Đối với cái sản phẩm Audio Space 2i này thì sẽ cho chúng ta công suất chạy 4 bóng L34 Harmonic của Nga, 3 bóng rè, zin theo máy các bác. Electric Harmonic, dàn bóng này cũng rất là ngon rồi. Đối với con bóng L84 này thì hiện tại mình đang có mức giá tốt là 16.500.000. Nếu các bác có điều kiện thì chơi sang sản phẩm bản cao cấp Chiot PM84, còn nếu mà vừa phải thì các bác có thể chơi con 2i này cũng rất là tuyệt vời các bác. Đánh những dòng JBL, Tannoy, những dòng loa châu Âu tuyệt vời luôn các bác trong tầm giá nhé. Rồi em xin dừng video, cảm ơn các bác đã theo dõi.